Hi, xin chào các bạn và đến channel của mình là Chí Dương, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu game game Lego đi mà Dimension. Đây chúng ta Dimension. Dimension đây là chơi chơi trên PS3 và mình sẽ chơi chung với thằng em. Đi xuống. Đây. Dạ. Giờ bấm game đi. À, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục tập 2. Giờ thì chúng ta sẽ Ủa, chơi chưa? đấy, cái giọng chơi rồi mà Đúng không? Đúng không? Xin xin. Giờ thì chúng ta sẽ vào game. Đây Dimension. đâu? Ờ, thấy bay đã rồi. Ờ. Game chơi cũng hay lắm. Trong trận đấu trong ninja gì Lego Ninjago ông là ông trùm ông trùm rồi còn cái ông kia ông biết là ai tự nhiên cái bỏ chạy này là bị lạc nhập thế giới của Ninjago. Dạ thì chúng ta sẽ vô chơi. Ui. Ủa, quỷ kia sao chạy rồi, chạy quay. Ui. Đừng. Ủa, quỷ kia, ôi. Cái thằng ninja go kia, cái thằng màu trắng chạy cũng nhanh. Không phải ninja go đâu, có ồ, nhìn nhỏ quá ta. Nhanh nhanh thiệt. Ui. Ui, ui. Đừng. Slow motion là làm chậm lại. Rồi ta thấy mình chạy giống như là không chóng mặt luôn, chạy không có địa điểm dừng này nọ, rồi mình chạy vòng vòng rồi gọi ra thôi. Thấy mà giống như là không có xỉu, mỗi lần mình slow motion lại là sẽ quên được mày. Xin lỗi mọi dần đâu 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 đâu
Ui vô lại. À, hiểu rồi. Dạ, là
đi ra lại. Ui cái gì cái cục cà gót này nhỉ? Mặt trời à.
hai dạng con là nó chưa được ăn. Ê, mở cái răng rồi. Ui. Ủa cái này là nó phá hết luôn rồi. Trời ơi, con quỷ kìa. Ơ, nè, nè. Phát hư cái này. Ui. Ôi, 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 cái tụi này mạnh thiệt. Mày vậy con. Mày mày sao? Ôi 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 ôi, ôi ra rồi. À cục 500. Cái cục thích 500. Thôi là phải cần cái gì. Ôi. Phải. Mày mày mới con gái luôn. À. Ôi. Nhìn giống bắt là gì ha? Giờ thì chúng ta sẽ dí nó. Mình bỏ chỗ. Ôi, con vỏ là nó có vỏ nhỏ nó đang chèo á. Ôi, úi trời. Ngủ địch. Anh cho màu đỏ đi, qua màu xanh. Anh hả? Kia nhớ kia qua màu xanh. Mình đâu ta? À đây.
chờ hai ba cũng thằng chứ quá. Nãy được siêu nhân bài siêu nhân đã gấp gấp lại đây cũng làm chưa chỉ đúng rồi chứ không phải chỉ vậy. Ồ con rắn ý cao mày quen lắm ai vuông 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 quá dữ
nhỏ kia ra chỗ lên đi. Ôi. Ôi, bị bắt rồi kìa. Thì chúng ta sẽ giết cái con này, cái con ngư khổng lồ, ngư khổng lồ. Giờ thì chúng ta sẽ đặt tên là gì? À, bên là gì? Bên là gì? Đặt tên là bên là gì? Tên này, tên trong Star Tower. Ê, tự nhiên nhỏ đó chết gì trời? Không phải, ngư gì vậy? Sức mạnh của màu vàng. Yeah.
quá trời. Đó, chưa gì rồi, ảnh quốc lên. Rồi, tạm đi. Rồi, tới luôn. Ông trùm, ông trùm ngắt. Ôi. Đó. 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 Bây giờ chạy được đường chạy ui ui ui
Gì giờ có ánh sáng này chưa? Có đèn. Vậy. Ôi giời. À cũng vừa rồi bắt cóc ổng. Nhạc hay. Vô. Nhạc quá hay, nhạc hay ha. Dạ bây giờ thì mình sẽ kết thúc game ở đây. Dạ lúc của mình là chỉ dùng solo. Go. Trên 200 chia sẻ và nhấn like và subscribe nhé. Thank you.
Bây giờ thì mình sẽ kết thúc ngay ở đây và Facebook của mình là ký hiệu solo hoặc là ký hiệu chân. Và nếu video nếu mà bạn thấy video này hay và nhấn những like và subscribe và ở trên 200 chia sẻ nha. Và bây giờ thì mình xin chào đặc biệt và các bạn, mình xin chúc cho tất cả các bạn một ngày tốt lành. Yeah.